Hello, xin chào cô bác anh chị em. Mình rất cảm ơn cô bác anh chị em đã luôn ủng hộ mình và luôn vào xem những video mình đăng tải lên ha. Tiếp tục động cơ nhỏ, mình quay giới thiệu với cô bác anh chị em động cơ Kubota. Thằng này là kêu là Kubota 66 cô bác anh chị em ha. 66 thì nó có đóng trong lốc máy 66. Dòng này thì nó cũng nhiều dòng quá chị em ha. Nó có 60, 64, 66 ha, 72. Tùy dòng. Nhưng em này là 66. Đề rất là đẹp. Em này đề chuyền quá chị em ha. Chuyền trong ba chùm ha. Ngoại hình em này rất là xinh xắn nha. Xuất sắc thì mình không dám đảm bảo xuất sắc, nhưng mà ngoại hình của em này nó cũng là tương đối là ok. Hơi hám thì bất chịch luôn ha, không có đổ hơi miếng nào hết. Cái đầu cốt đẹp được nhớ kiên quá cho em ha. Cua ta 66 động cơ này được ba máy quá chị em, hay bác chung ha, bác chung với bác lớn thì anh em dễ nhận xét ha. Bác lớn thì ở trên nó cắm thẳng xuống nha, còn bác chung này nó đi xéo hơi. Sơn xanh rất là đẹp quá cho em ha. Đa số của ta nó sơn toàn diện đó nên mình nhìn nó nổi bật lắm. Còn mấy dòng như Ski này kia nọ thì nó sơn nó cũng không có đồng loạt cho nên mình nhìn thấy nó hơi cũ kỹ. Em này thì lắp chụp cò nó bị hay bị gỗ nhiều quá cho em ha. Tem còn đầy đủ. Mình thương dòng này nó cũng không cần xông bét cũng chạy quá cho em ha. 66 này quá cho em chạy xuồng nhỏ rồi ha. Ok. Nó đặt cái mục đích gì mà nhỏ gọn á. Nó chạy nó ổn, lại nó cũng nhẹ nhàng quá cho em, đi lên xuống á. Cũng nhẹ. Chứ đầu tư vốn nó cũng không có mắc. Con này nó có mấy triệu gì đó ha. Đậu máy. Nên thử lùi ha. Thì thôi nhưng nhích cái nó không có rõ nét của anh chị em thông cảm. Đề máy của anh chị em nghe ha. Đề máy cái thợ. Thợ đề máy.
tắt ha. Tắt cơ, không cần dùng điện đài hết. Bác cho em cái tay đè vô cái tắt gọn. Dòng này thì nó nhỏ, dầu mỡ nó cũng ít hao. Của anh chị em mua xài nó cũng đỡ tiết kiệm được dầu mỡ, mình đi làm công việc gì đó nó cũng thu nhập nhiều hơn ha. Cho nên quá chị em không cần xài cộng động cỡ lớn thì ghe xuồng nhỏ đó, thì mua em máy nhỏ này xài nó thích hợp cho công việc của mình hơn. Video này mình chào tạm biệt của anh chị em ha. Xin chúc của anh chị em được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình ha. Đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.